Quý vị thân mến, như đã nhắc ngay từ đầu thì hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6 là một ngày rất vui đối với đội ngũ những người làm báo chúng tôi. Và hôm nay cũng là dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2015. Vâng, Thanh Hải biết không, khi mà đi tác nghiệp thực tế thì có rất nhiều khán giả đã nói với Kiều Anh rằng nghề báo là một nghề rất là thú vị, bởi vì chúng ta được đi rất là nhiều nơi, gặp gỡ rất là nhiều người và từ đó sẽ có những mối quan hệ mới cũng như là những kiến thức rất là mới. Vâng, đúng như là Kiều Anh vừa chia sẻ thì quả thật nghề báo là một nghề rất là vinh quang, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn và không ít những nhọc nhằn. Và có những điều mà nếu không chia sẻ ra thì mọi người sẽ khó mà hiểu được những nỗi vất vả và cả rủi ro của những người làm báo. Bởi vì những người làm báo thì thường xuyên phải làm việc với một cái sức ép rất là căng thẳng từ công việc, từ sự kiện và cả thời gian nữa. Và đặc biệt là những người làm báo hình, họ phải đi nhiều và liên tục chạy theo các sự kiện mới, phải làm việc theo nhóm, gồm có phóng viên và quay phim. Và không ít trong trường hợp thì nghề báo khá là nguy hiểm, đặc biệt với những phóng viên thuộc các mảng như là điều tra kinh tế, tệ nạn xã hội và phóng viên chiến trường, v.v. Vâng, và trong một ngày đặc biệt như thế này thì Kiều Anh cũng mong muốn quý vị khán giả có thể hiểu hơn về nghề làm báo cũng như là những rủi ro đặc thù mà chúng tôi mắc phải. Mời quý vị cùng xem nhé. Có mặt kịp thời mọi lúc mọi nơi, vùng sâu vùng xa, vùng hải đảo thân yêu, đưa tin nóng từ nơi xảy ra sự cố, tác nghiệp ở vùng dịch, tác nghiệp trong mọi điều kiện thời tiết. Dưới mắt người dân, nhà báo là những người giỏi chịu đựng gian khổ, can đảm và sức khỏe cực kỳ tốt. Nhưng thật ra, chính nghề nghiệp này đã mang đến nhiều vấn đề về sức khỏe cho các nhà báo. Một bệnh mà các nhà báo hay gặp đó là bệnh cao huyết áp. Nguyên nhân thì cũng nhiều, nhưng cũng có những nguyên nhân liên quan đến rượu bia và thuốc lá. Công việc khiến cho việc ăn uống thất thường, ăn thực phẩm nhiều khi không hợp vệ sinh nên khó tránh khỏi tình trạng bị đau dạ dày và rối loạn tiêu hóa. Các anh chị em làm công tác biên tập thì lại mắc các bệnh về mắt và cột sống. Cái công việc này nó đòi hỏi mình phải đi nhiều, đi sáng sớm rồi thậm chí về khuya, đi công tác xa nhà, đó rồi đêm lại thức khuya để viết bài. Rồi cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ của mình nó cũng chưa có thật sự hợp lý. Đó, do cái công việc, cái đặc thù công việc cho nên là dẫn tới là cũng mắc một số những cái bệnh do đi nhiều đó, cho nên là da nó không có được đẹp, bị đen và thường bị mụn do mình ăn ngủ nó không hợp lý. Rồi những cái bệnh về tiêu hóa cũng do ăn ngủ, rồi đặc biệt là do sử dụng máy vi tính nhiều, rồi ngồi trước máy vi tính nhiều, dành cái thời gian cho đọc tài liệu và viết lách nhiều cho nên là hay bị nhức đầu, bị cái chứng tiền đình. Thì là ở cơ quan cũng có những phóng viên nữ theo mảng y tế là đã từng xuống vùng dịch và cũng bị nhiễm, không phải là nhiễm chính thức nhưng mà cũng có nguy cơ triệu chứng về cái bệnh cúm. Và ngay sau đấy thì một phóng viên nữ cũng đã phải uống ngay Tamiflu để phòng ngừa là về cái sự nguy hiểm về sức khỏe liên quan đến vấn đề vùng dịch, về vùng dịch để đưa tin. Nghề báo là một nghề nguy hiểm. Cái đợt mà tôi đi viết một cái theo chiến dịch di rời đàn voi giữ Tánh Linh từ Bình Thuận lên Buôn Đôn của Đắk Lắk ấy, thì này, bản thân mình có cái nguy cơ chính bị cái đàn voi giữ đó nó uy hiếp và có những trường hợp có chí bị thương. Nghiệp trực tiếp tại hiện trường luôn chứa đựng nhiều mối nguy cho sức khỏe, nhưng không vì thế mà các nhà báo ngừng tác nghiệp. Họ chỉ rèn luyện thêm cho mình những kinh nghiệm để bảo vệ sức khỏe mà thôi. Bác sĩ khuyên mình là đi ngủ trước 10 giờ, mà cái điều này chắc hơi khó, thường là tôi phải đi ngủ trước khoảng 11 giờ. Còn ngoài ra thì hiện tại do cái tuổi mình nó cũng đã đến cái tuổi mình phải chăm sóc cái bản thân rồi. Thì tôi thường là uống nước và uống sữa rất là nhiều để có thể đảm bảo được cái sức khỏe và đặc biệt là đi tập thể dục vào buổi sáng. Mình duy trì cái chế độ sinh hoạt, làm việc, học tập, làm việc và sinh hoạt một cách điều độ
để mà mình có được cái sức khỏe tốt nhất. Nhất là đối với nghề báo thì tôi nghĩ là ai cũng thế thôi. Chúng tôi thường phải làm việc rất là nhiều, cái cường độ làm việc về ban đêm chiếm đa số, bởi vì khi đó cái thời điểm nó rất là yên tĩnh, rồi có nhiều thời gian để mình tư duy những cái tác phẩm báo chí. Cho nên là cần phải có một cái sức khỏe dẻo dai, một cái chế độ sinh hoạt điều độ để mà có được cái sức khỏe bền bỉ đáp ứng yêu cầu công việc ạ. Mà đặc biệt bây giờ viết trên máy nhiều, trên laptop nhiều, thì mình cố gắng viết thật tốt. Nhưng mà sao là sau khi viết xong rồi, cái kinh nghiệm tốt nhất là, và khi đã mail bài về tòa soạn rồi, thì cái điều quan trọng nhất là hãy quên đi tất cả, ngủ một giấc cho nó ngon để sáng mai dậy cho tỉnh táo hơn. Yêu nghề luôn mong muốn mang đến cho khán giả những tường thuật sống động nhất về mọi sự kiện, tình hình phòng chống dịch, biến cố thời tiết. Các nhà báo đã tự rèn luyện cho mình những kinh nghiệm và kỹ năng bảo vệ sức khỏe của mình. Nhà báo cần chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống, thói quen làm việc, rèn luyện lối sinh hoạt hợp lý, đi khám sức khỏe thường xuyên khi có dấu hiệu bệnh, không nên trì hoãn. Có như vậy, sức khỏe nhà báo mới được đảm bảo, họ mới có thể tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận chữ nghĩa, mang lại những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống và đóng góp sức mình vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.